Quay chưa ta? Quay rồi thì phải. Hello các em. Hello Lily. Hôm nay mình sẽ chữa bài tập về nhà. Đố cái mới chữa bài tập về nhà phần nào? Phần bất phương trình mũ chứ còn gì nữa đúng không? Buổi trước vừa chữa phương trình mũ thì bây giờ đến bất phương trình mũ. Bây giờ chị Vân sẽ đọc đáp án cho các em để các em check nhá. Xem là các em mình làm đúng được bao nhiêu câu trên bao nhiêu câu. Câu 154, đáp án bờ. 156 A. 58 D. 60 bờ. 62 A. 64 A. 66 A. 68 C. 69 à không, xin phải làm 70 C. 72 A. 74 A. 76 A. 78 C. 80 D. 80 thì tí nữa lặp lại. 82 là D. 84 C. 86 A. 88 C. 90 B. 92 A. 94 C. 96 B. 96 B. Có phải giống giống cái câu câu đầu tiên của 154 nhỉ? 98 B. 200 A. Đáng lẽ mình sẽ phải làm 3 câu nữa là 212, 228 và 230. Nhưng câu 212 nó bị giống với câu cuối cùng là 230 rồi nên chị vẫn không chữa nữa. Chị vẫn sẽ chữa luôn cái câu 228. Đáp án là D, còn 230 đáp án là B. Được chưa? Tí nữa mình sẽ chữa hai câu cuối cùng này là câu khó nhất nhá. Nhớ xem đến cuối cùng nhá. Bây giờ trước khi mà chị Vân chữa bài ấy, thì chị Vân sẽ muốn nhắc lại cho các em hai cái lý thuyết cơ bản để giải phương trình mũ, để giải bất phương trình mũ phải nắm được cái này thì em mới làm được cả cái bài toán ngày hôm nay. Thứ nhất em phải nắm được là nếu như người ta cho em cái bất phương trình a mũ u lớn hơn bằng a mũ v, các chị Vân để có dấu bằng để em có thể tự sáng tạo với lớn hơn, nhỏ hơn hoặc là nhỏ hơn bằng, được chưa? Cái hàm số mũ của mình ý thì điều kiện tiên quyết của nó là a lớn không và a khác một rồi đó. Thế ở đây em hãy chia chị Vân hai trường hợp ra. Giải bất phương trình mũ khác duy nhất với giải phương trình ở chỗ là nếu như a của em nằm trong khoảng từ 0 đến 1 ấy thì cái bất phương trình của em nó sẽ đổi chiều lại, nó chỉ khác mỗi chỗ đấy thôi. Còn phương trình thì làm gì có cái gì mà đổi chiều, đúng không? Nhưng sang bất phương trình nó có chiều rồi. Vậy thì trong khoảng từ 0 1 thì bất phương trình sẽ đổi chiều, còn lớn hơn thì nó sẽ không đổi chiều. Hiểu ý không? Xem nào. Thế thì em sẽ có luôn là a nằm trong khoảng từ 0 1 này. Thì bây giờ mình sẽ liên quan đến cái mũ. Mũ em sẽ phải đổi chiều lại, tức là u nhỏ hơn bằng bằng v. Còn a mà lớn hơn, lớn hẳn 1 thì nó không đổi chiều, u lớn hơn bằng bằng v. Thế là cái đầu tiên mà các em cần nhớ để mình có thể giải được ba. Tiếp theo là lý thuyết thứ hai. Chị Vân để là a mũ u lớn hơn bằng một cái số nào đó thì em sẽ giải như thế nào? Mình vẫn có một cái điều kiện đó là a của em lớn không và a của em khác 1. Thì nhớ như sau. Hàm số mũ của em là một hàm luôn dương đúng không? A mũ bao nhiêu thì luôn dương rồi. Luôn dương. Vậy thì nếu điều gì sẽ xảy ra nếu như B của em là âm? Bên trái luôn dương. Bên phải lại luôn âm. Người ta yêu cầu bên trái lớn bằng bên phải thì lúc nào chẳng thế. Lúc nào cũng thế đúng không? Thế nên là phương trình của em sẽ có vô số nghiệm luôn. Còn nếu như bây giờ mình sẽ xét đến nếu như thằng B nó lớn không? Nếu như B của em lớn không? Đây, nếu như B của em lớn bằng không thì nó sẽ sinh ra hai tình huống. Là tình huống của A đấy. A của em vẫn phải chia khoảng ấy, là nằm trong khoảng từ 0 1, bất phương trình lại đổi chiều ấy, đến đây đánh có lâu không? A mũ U của em bằng B thì em giải là U bằng loga cơ số A của B. Các em biết rồi. Bây giờ bất phương trình cũng vậy, mình chỉ đổi cái chiều lại là sẽ xong. Thế thì em sẽ có là U trong khoảng 0 1 đúng không? Đổi chiều này nhỏ hơn bằng loga cơ số a của b. A lớn hơn 1 thì tương đương đấy, tương đương nhé. Tương đương là u của em giữ nguyên chiều này lớn bằng loga cơ số a của b. Đấy, thì em phải nắm được hai cách giải bất phương trình mũ cơ bản em mới làm được bài. Mới làm được những cái câu khó, còn đâu dạng của nó sẽ y xì đúc như là phương trình thôi. Phương trình mũ thôi. Được chưa? Viết sự bài tập về nhà chị Vân không phải là chữa đúng những cái hộ mục bài hôm đấy, các em sẽ làm được những bài hôm đấy không?
Không bao giờ chị chữa như thế. Chị chữa để các em làm được toàn bộ cái dạng bài tập của buổi hôm đấy. Nên là các em cố gắng xem thật là kỹ vào, đúng chưa? Hãy dành thời gian cho nó thì nó mới trả lại cho các em cái kết quả xứng đáng được. Cố lên. Chứ bây giờ xem vội xem vàng, tua đi tua lại. Sao lại bảo eo chị giảng gì khó nhiều thế. Nhưng em có xem đâu, đúng không? Em xem được 10 giây em lại tua phát, tua đúng đoạn quan trọng. Cố đi luôn chứ còn gì nữa. Đấy, chị vẫn không chịu nhiệm nhá. Tự nhiên mà chịu nhiệm phải chưa? Tôi không chịu nhiệm rồi đấy. Không chịu trách nhiệm với cuộc đời của các bạn, của các em. Nào, nhanh lên, câu 154. Ghi ngay cái đề bài vào đây. Chuẩn bị sẵn hết sách vở này, bút đỏ này, đã làm bài tập chưa? Hay là chưa làm, đã vào đây xem rồi. Em tôi buồn lắm. À, nếu mà trong quá trình chị Vân chữa có câu nào không hiểu ấy, hoặc là câu nào mà chị Vân bị tính nhầm ấy, hoặc là chị tôi đã bán sai, thì các em bảo lại với chị nhé. Bởi vì làm nhiều này xong thì chị Vân còn dễ lú nữa, không có các em ở đây chị dễ lú lắm. Đấy. Em mong rằng là các em sẽ nhắn lại chị Vân để chị Vân sửa trên cái vít. Ok. Bây giờ mình chữa bài. Đấy. 2 mũi ích của em lớn hơn 3 mũi ích cộng 1. Thế chị Vân đổi nó thành như này nhé. Bởi vì một suy nghĩ rất bình thường là bây giờ đưa về chung mũi ích thì chắc chắn là dễ giải hơn. Chứ một cái mũi ích cộng 1 thì sao mà, đúng không? Em để này. Bây giờ làm thế nào để nó trở thành về cái dạng này? Chị Vân gợi ý là sẽ đưa được về cái dạng là A mũ U lớn hơn của cái số B ở đấy. Thế làm như thế nào để đưa được về cái dạng đấy? Thì em sẽ làm gì? Có phải bây giờ em chia béng một phát cho 3 mũi ích là xong không? Đúng không? Tương đương ngay và luôn. 2 mũi ích chia cho 3 mũi ích thì là 2/3 tất cả mũi ích. Chị Vân chia nhanh, không có chia ề à nữa nhé. Bên kia có 3 mũi ích nhân 3 chia cho 3 mũi ích thì còn 3. Vậy áp dụng luôn cái chị Vân vừa dạy chứ còn gì nữa, đúng không? Nào, đánh cái con lô nhưng phải xét xem là cái con A này, đây này, là trường hợp này. B của em chắc hẳn lớn bằng 0 rồi, nên nó sẽ là trường hợp 1 hay trường hợp 2. Tạm trong khoảng từ 0, 1 đúng không? Đổi chiều ngay. 2 phần 3. Thì x của em sẽ nhỏ hơn loga cơ số 2 phần 3 của 3. Đáp án là bỏ. Được chưa? Câu 154. 154 tương tự thôi. 154. Một cái suy nghĩ cũng rất là đơn giản. Đó là chị Vân sẽ đưa nó về hết cái dạng là mũi ích. Đấy, thì chị sẽ có là như sau. 2 mũi ích. Chị không xếp lại đề đâu nhé. Để đề đây này. 2 mũi ích này. Cộng với cả 2 mũi ích nhân 2. Nhỏ hơn bằng 3 mũi ích. Cộng 3 mũi ích chia cho 3. Đấy. Mấy công thức cơ bản kia thì chị sẽ không nhắc nữa nhé. Bạn nào chưa biết thì phải xem lại những cái vít đầu tiên của phần mũ nhá. Tương đương. Em nhìn này. 1 2 mũi ích. Cộng với cả 2 2 mũi ích thì là mấy? Có phải là 3 của 3 mũi ích không? 3 lần của 2 mũi ích không? Lấy hệ số cộng nhau. 1 cộng 1 phần 3 là bao nhiêu? 1 cộng 1 phần 3 là 4 phần 3. Đấy, không tin thì bấm máy tính. Nhưng mà thôi chị cũng bấm máy tính nào. 4 phần 3 nhân với cả 3 mũi ích. Đấy chưa? Tiếp theo. Bây giờ em nhìn này. Làm sao để xuất hiện đúng với cái dạng vừa nãy chị Văn bảo? Còn bây giờ chia béng một phát cho thằng 3 mũi ích một phát là sao không? Lại chia thôi. Ngon nghẻ quá. Em nghe, sở dĩ chỗ này mình chia được cho 3 mũi ích tại sao? Bởi vì 3 mũi ích luôn dương rồi. Nên khi em chia cho một số dương ấy, thì bất phương trình của em nó không đổi chiều. Có hiểu ý không? Nên chia cho những cái thằng mũ thoải mái. Những cái thằng hàm số mũ ấy. Sẽ là 3 nhân 2 mũ ích chia cho này. Chị Vân để như này luôn được không? Bằng 4 phần 3. Tương đương. 4 phần 3 chia 3 là bao nhiêu em? 4 phần 9 đúng không? Chia luôn. Vứt thằng 3 đi. Thấy chưa? Em để ý tiếp này. Có phải bây giờ đánh con lô là sao không? Nhưng mà 2 phần 3 này. 2 phần 3 nó đang là nhỏ hơn 1 ấy. Nó nằm trong khoảng từ 0, 1. Nên là lại phải đổi chiều ấy. Nó phải lớn hơn bằng loga cơ số 2 phần 3 của 4 phần 9. Đấy. Thì cái này thực chất là 2. Nhỏ hơn 2. Nên đáp án của em là A luôn. Em có thể bấm máy tính hoặc là em có thể nhìn thấy là 4 phần 9 ấy, thì nó bằng là 2 phần 3 tất cả bình phương luôn. Em có thấy là nó chính là cái dạng đầu tiên đấy không? Chung cái cơ số A này, thấy không? Đấy. Thì x sẽ lớn bằng 2 bởi vì 2 phần 3 nó nằm trong khoảng từ 0, 1. Mấy cách giải liền nhé. Tùy. Nào đúng. Thì đáp án của em là A.
Tiếp theo câu 158. Nghiệm của bất phương trình y phẩy nhỏ không là. Thế bây giờ chị Vân phải đạo hàm đúng không? Nào, câu 158 chị Vân phải đạo hàm đằng kia thì y của chị Vân nó sẽ bằng cái gì? Đây là hàm. Đây này, em để ý này. Đây là mình phải đạo hàm tích, đạo hàm tích U nhân V. U nhân V này. Thế bây giờ đấy, thế y phẩy của em ấy thì nó bằng U phẩy V này cộng V phẩy U. Bây giờ đạo hàm từng cái. U phẩy là 2x nhân với cả V là em mũi cộng với cả V phẩy U. Em mũi là một hàm mặt dày, cái này trong cái phần phương trình mũi chị đã nói rồi. Em mũi đạo hàm thì vẫn là em mũi, nó là một thằng mặt dày nhé, nên nó là em mũi. U của em thì là x bình. Vậy đạo hàm xong rồi đấy, dễ thế thôi. Rất dễ đúng không? Người ta yêu cầu mình phải nhỏ hơn không, thế tức là tương đương này. Yêu cầu mình nhỏ hơn không thì chị vẫn thấy là wow, bây giờ mình rút em mũi ra quá là đẹp. Thế mới rút ra. Cái này phải có một cái phản xạ để giải chứ, chị cũng không thể bảo là thế đến đây các em phải làm như thế này. Có hiểu không? Chị Vân chỉ gợi ý cho em những cái bước nào khó thôi. Em để ý này. Em mũi là một hàm đa thức. À không phải đa thức mà là một hàm mũ, đúng không? Em mũi, mũ, hàm mũ, hàm A mũi nhé. Thì cái hàm này nó luôn dương rồi. Đây là tính chất của hàm mũ là luôn dương rồi nhé. Thêm một số dương này nhân với cái số này nhỏ không? Thì có phải là chị Vân vứt thằng này luôn không? Nó sẽ là 2x cộng x bình nhỏ hơn không? Để nên em tự giải nốt là ra. Ra được là nó nằm trong khoảng từ âm 2 đến 0. Được chưa? Cái này em có cần chị phải dạy không? Cái này em có thể bấm bất trình máy tính nhá. Nhưng mà có một cách nhanh hơn. Đó em chỉ bấm phương trình. Em bấm phương trình thì có phải nó ra hai nghiệm không? Là 0 và âm 2. Em nhìn này, cái dấu của cái thằng x bình nó đang là dương. Còn dấu của em là âm. Tức là kẹp giữa. Tức là x của em nằm trong khoảng từ âm 2 đến 0 luôn. Thì đấy là cách mà chị Vân hay giải bất phương trình. Chứ chị không bấm máy tính bất phương trình đâu. Bởi vì đến cái bấm, bấm đi. Hơi khó nhớ, chị không nhớ đấy. Khi nào mà em hỏi chị sẽ mò lại. Biết bấm nhưng mà chị không nhớ đâu. Bởi vì chị hay làm cái này nên chị quen luôn rồi. Nhanh hơn rất nhiều nha. Em chỉ bấm phương trình 1192. Xem mình xét dấu ấy. Xét dấu cái hệ số A và cái dấu của bất phương trình này. Nếu nó cùng dấu thì là hoặc, còn nếu nó trái dấu thì sẽ là kẹp giữa. Thế thôi. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang câu 100. Vừa rồi là mình đã sang câu 158 rồi đúng không? Và em chuyển với chị Vân sang câu 160. Câu 160 này rất là khó chị, đúng không? Rất là xấu và không có nhìn dạng luôn ấy. Em nhìn thử Vân xem là chị Vân sẽ làm câu 160 này như thế nào nhé. Em để ý một tí thì em sẽ thấy là cái mũ của cái thằng này này. Mũ của thằng này nó chính là bằng cái thằng này cộng với thằng này rồi trừ với thằng này. Đấy, cái mấy cái mũ này nó có liên hệ với nhau đấy. Vậy thì mình sẽ lên tưởng đến cái dạng mà khó nhất của cái buổi trước ấy, đó là phân nhân để đưa về nhân tử, là cái dạng cuối cùng trong phần phương trình mũ mà thầy có dạy. Và bây giờ chị Vân thử phân nhân nhé. 3 mũ x bình này cộng với cả căn của x trừ 1. Đấy. Cái thằng em để ý là bây giờ nhá, làm như thế nào để biết là tách cái nào ra, thì chị thấy là cái trừ 1 này nó là cái bên ngoài. Và nó sẽ thành một cái số nếu như mà chị tách nó ra. Vậy cái số thì rất là dễ giải quyết. Còn nếu bây giờ chị mà tách cái thằng căn hoặc là thằng x bình ra thì hơi khó để giải quyết một tí, tự nhiên nó sẽ thêm một số hạng. Nó sẽ không còn đủ là bốn cái số hạng để em có thể nhóm và tách nữa, có hiểu ý không? Và chị Vân chỉ vứt cái thằng một thôi. Để thành một số thì dễ đúng không? Thì chia cho 3 không? Đúng không nào? Chung cơ số thì lấy mũ trên trừ mũ dưới đấy. Cộng với cả 3 nhỏ hơn bằng này, 3 mũ x bình này cộng với cả 3 mũ căn của x trừ 1 tương đương. Em tương đương với việc là bây giờ em nhân 3 lên không? Đúng không? Thì nó sẽ là nhân 3 lên thì nó sẽ là 3 mũ x bình cộng căn của x trừ 1 cộng với cả 9 nhỏ hơn bằng 3 mũ x bình này gì nữa đây? 3 mũ x bình nhân 3 thì sẽ là 3 mũ x bình cộng 1. Thế chị vẫn làm tắt đấy nhá. 3 mũ x bình nhưng nhân 3 thì là chung cơ ấy, nên là cộng mũ vào thì là 3 mũ x bình cộng 1 cộng với cả này 3 mũ căn của x trừ 1 nhân 3 đúng không? Thì lại là cộng 1 tiếp. Hay là để nhân 3 nhỉ? Cái này chị thấy để cộng 1 hơi xấu nên chị để nhân 3 nhỉ? Đó. Ok. Bây giờ chị Vân sẽ là tách hoặc là nhóm nhà cho đẹp, cho nó đẹp để nó ra. Thế mình sẽ xem nào.
Nếu như để thằng này là 3 thì có đẹp hơn không nhỉ? Không để cộng 1 rồi để nhân 3 có đẹp hơn không nhỉ? Ok. Bây giờ nhìn này. Chỗ này chị Vân sẽ tách như này cho đẹp hơn nhé. 3 mũ x bình cộng với cả 3 mũ x trừ 1 này chị Vân sẽ tách thành 3 mũ x bình nhân với cả 3 mũ căn của x bình trừ 1. À của x trừ 1. À, xem có đúng không nào? Đúng chưa? Mũ tổng. Cái mũ của nó là tổng ấy thì tách ra thành cơ mũ x bình này nhân với cả 3 mũ căn x trừ 1. Đấy, thì là nhìn này, chị Vân sẽ nhóm làm sao để cho nó xuất hiện ở nhân tử. Vậy thì nhìn nhé, thằng căn này thì chắc chắn là đi với thằng nào sẽ đẹp hơn. Nó có thể x bình nó vừa có thể đi với thằng này hoặc vừa có thể đi với thằng này. Vậy thì em nhẩm trước trong đầu xem, nếu như chị Vân rút 3 mũ x bình ra thì bên trong sẽ còn là 3 mũ căn của x trừ 1 trừ 3. 3 mũ căn của x trừ 1 trừ 3. Đẹp. Đấy. Đây. Cái này phải nhầm trước nhá, cái này chị không giúp em được mà em phải tự nhầm. Em sẽ nhóm cái thằng này với cái thằng này hộ chị. Còn cái thằng 9 này này, em sẽ nhóm nó với cái thằng đằng sau này. Được chưa? Tương đương nhá. Cái này phải tự nhầm nhá. Em không nhầm. Em đây em có thể ghép thằng dấu tích này với cái thằng dấu bằng này thử xem nó có đẹp không. Nhưng mà chị nhầm ra là hai cái thằng tích này nhân nhau ghép với nhau thì đẹp rồi. Còn em hoàn toàn có thể nhầm xem là cái kia có đẹp không. Nếu mà nó đẹp thì ok em vẫn được dùng thoải mái nhé. Không không bó buộc nhé, cái này là do tùy cái sự sáng tạo của mỗi người nhé. Em rút này 3 mũ x bình nhân 3 mũ căn của x trừ 1 em ghép với cả thằng 3 mũ x bình nhân 3. Chị Vân để hết sang một vế đi, trừ đi cho này 3 mũ căn x trừ 1 trừ à nhân 3 cộng với 9. 3 để đây nhá, cộng 9 nhá, nhón bằng không nhé, được chưa? Tương đương này, rút cho chị cái thằng 3 mũ x bình ra ngoài thì bên trong sẽ còn là 3 mũ căn của x trừ 1 trừ đi cho 3. Bên này rút con 3 ra ngoài, bên này rút con trừ 3 ra ngoài thì bên trong nó sẽ còn là 3 mũ căn của x trừ 1 trừ trừ 3. Em thấy nó đúng là cái dạng phân nhân cái buổi cuối, cái dạng cuối cùng mà mình học hôm trước nhỉ. Tương đương thì cái chỗ mà phân nhân ý, cái chỗ dạng thì nhìn khá là dễ bởi vì em thấy là những cái mũ của nó cứ đan xen vào nhau. Đấy là dấu hiệu nhận biết, nó cứ đan xen vào nhau. Còn đấy là dấu hiệu nhận biết cái dạng thì nó dễ rồi, còn cái phần phân tích thành nhân tử ấy thì em phải tự nhìn. Nó rất là dễ rồi bởi vì nó chỉ có bốn số, em không ghép được với cái này thì em ghép thử với cái khác xem nó có đẹp không. Đấy. Thì chỗ này rút ra, bây giờ 3 mũ căn x trừ 1 là chung không? Trừ 3 là chung này. Bên kia còn là 3 mũ x bình trừ đi cho 3 là chung, nhóm bằng không. Xem nào. Chỗ này chẳng lẽ phải giải tận hai trường hợp hả? Chỗ này giải hai trường hợp em ạ. Nhỏ bằng không thì tức là nó trái dấu. Đấy, trừ 3 này, chị Vân cho lớn bằng không. Thì thằng còn lại là 3 mũ x bình trừ 3. Nó sẽ phải nhỏ hơn bằng không. Cái nếu như bạn nào không biết thì em nên 3 mũ. Thật ra cái này nó có thể làm nhanh hơn đấy, nhưng mà làm xong thì chị Vân sẽ dạy cho. Nếu bởi vì cái cách đấy em không phải là bài nào cũng làm được. Nên là mình sẽ làm cái cách mà ai cũng có thể nghĩ ra. Đó, chị Vân sẽ chỉ cho cách nhanh nhé. Căn x trừ 1 trừ đi cho 3. Nhỏ bằng 0. Đấy, và 3 mũ x bình trừ 3 lớn bằng 0. Em giải con này ra để chị giải xong rồi chị sẽ cái này tự giải nốt được không, truyền vẽ. Lớn bằng 3 mũ 1 này, 3 mũ x bình này, nhỏ hơn bằng 3 mũ 1 này, 3 mũ căn x trừ 1 nhỏ hơn bằng 3 này, 3 mũ x bình này lớn bằng 3 mũ 1 này. Đấy. Em để ý vào đây. Tương đương. Trừ 1. Căn của x bình trừ 1. Lớn hơn 1. Bởi vì 3 là nằm trong lớn 1 mà, nên là bất phương trình không đổi chiều. X bình nhỏ hơn bằng 1. Đấy. Trường hợp 2. Căn của x bình
căn của x trừ 1 ạ, không phải là x bình trừ 1, x trừ 1. Cái gì vậy ta, cái gì nhắn cái gì vậy ta? Căn của x trừ 1 nhỏ hơn 1 đấy, và x bình lớn hơn 1. Thế giải nốt chỗ này được chưa? Giải nốt chỗ này hộ chị Vân không giải nữa đâu. Chị Vân bấm dừng để chị Vân giải xong chị Vân ghi kết quả vào đây nhá. Rồi, để ý vào đây chị Vân dạy giải này. Cái chỗ này chị Vân biết thiếu cái dấu bằng em ạ. Cái này này, nên suy luận từ đây này. Có phải là chung cái cơ số không? Thì nó phải có dấu bằng. Đây chị Vân viết thiếu. Viết thiếu cả trên cả dưới luôn. Đấy. Thế em để ý vào đây nhé. Nếu em giải cái trường này ra, em giải như sau này. Em giải cái trường một thì em sẽ giải là gì? Có phải trong căn thì phải lớn bằng không, phải đặt điều kiện nhá là x lớn bằng 1. Xem bình phương hai vế thì x trừ 1 lớn hơn bằng 2. À lớn bằng 1, đây này, nếu em giải như thế là cái này sẽ tương đương với cả x lớn bằng 1 là điều kiện của căn này. Căn điều kiện xong thì mới được bình phương, tức là x trừ 1 sẽ nhỏ lớn bằng 1. Xong rồi cái thằng này x bình nhỏ bằng 1, tức là nó phải kẹp giữa. Đấy. Em nhận lấy hộ chị Vân này. Có bao giờ mà một cái ngoặc nhọn đã thỏa mãn một cái số vừa lớn bằng 1 lại phải nằm trong khoảng, đây này, đây nếu mà cái này dễ hơn này, một cái số phải vừa lớn bằng 2. Có cái số nào mà lớn hơn bằng 2 mà lại nằm trong khoảng từ -1 đến 1 không? Không, tức là cái trường này loại luôn. Đấy, có cái trường hợp 2 thì giải như sau. Trường hợp 2 giải như này. Tức là em vẫn phải đặt điều kiện, tức là x trừ 1 lớn bằng 0. Sau khi có điều kiện của căn xong thì mới bình phương hai vế, bởi vì lúc đấy mới thỏa mãn điều kiện là hai vế dương rồi. Thì x trừ 1 sẽ nhỏ hơn bằng 1. Đấy, nhỏ hơn bằng 1. Thì có phải là cái thằng dưới này giải như này đúng không? Em kết hợp này. Ngoặc vuông ấy thì nó sẽ ra thành hai cái ngoặc vuông nữa. Nhưng mà cái trường hợp x nhỏ hơn bằng âm 1 này cũng loại luôn. Bởi vì không có cái số nào mà vừa lớn bằng 1 lại còn nhỏ hơn bằng âm 1 được. Nên nó sẽ ra là x lớn bằng âm 1, à, x lớn bằng 1 này, nhỏ hơn bằng 2 này, đây có dấu bằng ấy nhá, x nhỏ bằng 2. Và cái cuối cùng là cái thằng này này là x lớn bằng 1, thì nó là cái trên rồi. Cái kết quả của em ý, nó sẽ là x lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn bằng 2. Đáp án là bờ. Cái này chị Vân dạy em một cách làm nhanh hơn nữa nhá. Và em để ý vào đây này. Ở đây có thể em không cần chơi trường hợp luôn. Em để ý là 3 mũ x bình trừ 3 ấy, thì luôn lớn bằng 0 rồi. Luôn lớn hơn bằng 0 rồi. Bởi vì em có luôn, ở đây chị Vân dạy cách làm nhanh hơn á, nếu như bạn nào khéo sẽ nhìn ra không, em có làm như bình thường này cũng được. Có phải là x bình của em ấy thì luôn lớn bằng 0? Vậy 3 mũ x bình thì có phải là 3 lớn bằng 3 mũ 0? Tức là 1 đó. 3 mũ x bình thì luôn luôn lớn bằng 3 mũ 0. À, ừ em ạ. Đây chị Vân nhìn nhầm, không không giải được nhanh em ạ. Bạn nào mà biết giải nhanh chỗ này thì nói với chị Vân nhé. Còn nghe không giải nhanh được. 3 mũ x bình lớn hơn bằng 3 mũ 0. Ừ, không nhanh được. Nên vẫn phải làm bình thường. Bình thường như chị Vân vừa làm ấy. Xong rút ra kết luận. Được chưa? Cách này phải nhìn khéo đó. Mà thôi, vừa dài. Đấy, tiếp. Chuyển tiếp cho chị Vân sang câu 162. 162. Đấy. Quay mình sẽ làm như nào. Thế nhìn đây một phát thì em ví dụ nhé, chị cho em cái câu là x trừ 3 chia cho x cộng 2 nhỏ hơn bằng 1, em biết giải. Và em chuyển có một sang đây rồi em làm bình thường không? Thì câu ấy cũng thế, em vẫn chuyển ra thôi. 2 nhân 3 mũ x này trừ đi 2 mũ x này. Chị phóng to lên cho em nhìn nhé. Trừ 2 mũ x nhân 4 không? 2 bình là 4 mà. Chị để đây là 4 nhé. Trừ 1 vứt sang đây. Để tí nữa quy đồng. 3 mũ x trừ 2 mũ x. Bài này bạn nào nhân chéo là đi luôn ấy, không được nhân chéo. Bởi vì em chưa biết được là cái mẫu của em nó lớn không hay là nhỏ hơn không. Đấy, thì em không được phép nhân chéo. Với cả bất phương trình này đừng có bao giờ nhân chéo cả. Hiểu ý không? Tương đương. Tướng sở đướng. Em có mẫu chung là 3 mũ x trừ đi cho 2 mũ x. 2 nhân quy đồng thôi, chỗ này tự quy đồng đi cho chị Vân. Trừ đi cho 3 mũ x cộng 2 mũ x không? Nó bằng không. Đến đây các em chia trường hợp ra rồi giải. Nào, đây này, mình sẽ kết hợp những thằng này với nhau này. 2, 3 mũ x trừ đi 3 mũ x thì còn là 3 mũ x. Trừ 4 cộng 1 thì còn
trừ 3 nhân 2 mũi trên 3 mũi trừ đi cho 2 mũi nhỏ bằng 0. Đến đây em lại chia làm hai trường hợp cho chị Vân, là tử nhỏ bằng 0, mẫu nhỏ bằng 0, giải. Tử lớn bằng 0, mẫu lớn bằng 0, giải tiếp. Được chưa? Tự giải nốt nhé. Thì nó sẽ ra được đáp án là đáp án A. Cái trường hợp nó sẽ ra đúng, chị Vân sẽ viết cái trường hợp đúng rồi nhé. Còn một cái trường hợp loại chị Vân sẽ không giải đâu. 3 mũi này trừ đi 3 nhân 2 mũi của em nhỏ bằng 0, thì cái thằng còn lại ấy, nó phải trái dấu đúng không? 3 mũi trừ 2 mũi phải lớn bằng 0. À nhưng mà cái thằng mẫu thì nó không lớn hơn bằng 0 đâu, nó lớn hẳn 0. Trường hợp thứ hai, miễn là trái dấu là được. Đấy, 3 mũi trừ 3 nhân 2 mũi, trên là nhỏ bằng rồi, bây giờ là lớn bằng. 3 mũi trừ 2 mũi nhỏ hơn không? Thì cái trường hợp, một trong hai trường hợp này của em sẽ bị loại đi. Em giải ra em sẽ thấy nhá, em giải ra, em sẽ thấy. Thì nó là cái trường hợp này này, trường hợp này sẽ loại này, cái trường hợp này sẽ ok này. Làm như sau, trường hợp này em sẽ giải như sau nhé. Có phải 3 mũi của em nhỏ hơn bằng 3 nhân 2 mũi không? 3 mũi của em lớn hơn 2 mũi, tương đương tiếp. Chia cả hai về cho 2 mũi là 3 chia 2 tất cả mũi nhỏ hơn bằng 3, và 3 phần 2 tất cả mũi lớn hơn 1. Thì đây này, nó chính là mấy đây? Nó tương đương với việc là x của em nhỏ hơn bằng, vì nó là lớn 1 đấy, nên là loga không đổi chiều luôn. Được chưa? Còn cái thằng dưới này của em này, x của em 3 phần 2 cũng lớn 1 nên nó cũng sẽ không đổi chiều. X của em sẽ lớn hơn loga cơ số 3 phần 2 của 1, và thằng này chính bằng 0. Vậy em nhìn này, nó sẽ lớn 0 và nhỏ hơn bằng loga cơ 3 phần 2 của 3. Đấy, cái trường hợp này loại, tự giải thì sẽ loại, giải như trường hợp này chị giải này. Được chưa? Tiếp, chuyển cho chị sang câu 64. Câu 64 này nhìn thì tưởng khó nhưng mà rất là dễ. Nào, em đem chia cả hai vế cho 4 mũi hết bài. Câu này nhá, đem chia cả hai vế cho 4 mũi hết bài luôn. Đây là cái dạng thôi. Trước tiên em phải tách đã, nó sẽ thành 3 mũi này, cộng với cả 3 nhân 3 mũi, cộng với cả 3 mũi 3 bình là 9 đúng không? Cộng với 9 nhân 3 mũi nhỏ hơn bằng 4 mũi, cộng với cả 4 mũi nhân 4. Đó. Cộng với cả 4 mũi nhân 4 bình là nhân với 16. Đúng không? Chia cả hai vế cho 4 mũi thì sẽ được 3 phần 4 mũi cộng 3 nhân 3 phần 4 mũi tiếp cộng 9 nhân 3 phần 4 mũi nhỏ hơn bằng này. Chia cả hai vế cho 4 mũi mà, bên này của em còn là 1 cộng với cả 4 cộng với cả 16. Đó. Bên này nó sẽ là bao nhiêu nào? Nhỏ hơn bằng 21 đúng không? Bên này cộng hết vào 1 cộng 3 cộng 9 là 13. Đây là cái dạng mô típ giải của em nhé, rất là dễ thôi. Như vậy 3 mũi của em, 3 phần 4 mũi sẽ nhỏ hơn bằng 21 phần 13. Và có phải là x của em này, 3 phần 4 là một cái số mà nó nhỏ hơn 1 và lớn không? Tức là nó nằm trong khoảng nghịch biến ấy. Nên là cái bất phương trình này của em sẽ đổi chiều. X của em sẽ lớn hơn bằng loga cơ số 3 phần 4 của 21 phần 13. Đấy, ok, nên là đáp án A nhé. Như tứ. Tiếp theo, câu số 166. 166. Rồi, em nhìn này. 2 mũi trừ đi cho 4 nhân với cả x bình trừ 2x trừ 3 nhỏ hơn không? Thế tức là mỗi cái thằng này nó sẽ phải, nó lại che trường hợp đúng không? Câu này lại che trường hợp thôi. Từ từ để chị thử phát, chị thử xem là cái thằng đa thức này nó có xét được dấu luôn. Bấm nghiệm với chị Vân. 1, 9, 2, 2. 1, trừ 2, trừ 3. À nó có nghiệm em ạ, cay nhỉ. Thế không được rồi, vẫn phải chia trường hợp rồi. Còn nếu như mà chị biết được thằng này dương hoặc âm luôn ấy thì chị không cần làm nữa luôn, hết dấu luôn. Và thằng này vẫn phải làm hai trường hợp. A nhân B nhỏ hơn không? Thì A và B trái dấu. Trường hợp 1, 2 mũi trừ 4 của em lớn không? Thì thằng còn lại là x bình trừ 2x trừ 3 phải nhỏ hơn không? Trường hợp 2, 2 mũi trừ 4 của em nhỏ hơn không?
thì cái thằng x bình chứ 2x chứ 3 của em phải lớn không? Tương sở đương. Cái này tự giải nốt được không các đồng chí? 2 mũ x của em này lớn hơn 4. Cái này bấm nghiệm thì nó sẽ ra là âm 1 và 3. Âm 1 và 3. Mà đây em nhìn này, nhìn chị Vân giải lại một lần nữa cho mà xem này. Cái này dương, cái này âm không? Thế bây giờ mình sẽ kẹp giữa âm 1 và 3, tức là x của em này em cho khoảng âm 1, 3. Đấy. Thằng này là 2 mũ x lớn hơn 4. À nhầm, nhỏ hơn 4. Nhỏ hơn 4. Cái này là hoặc. Đó. X của em lớn hơn 3 hoặc x của em nhỏ hơn âm 1. Thì cái chỗ mà 2 mũ x ý, 2 mũ x lớn hơn 4 hay nhỏ hơn 4 ý, thì bạn sẽ giải cái này có phải là 2 bình phương không? Ôi trời ơi, cái gì đây ta? Cái này là 2 bình này. Đấy, thì có phải là 2 của em là một số lớn 1 ý, nên x của em sẽ nhỏ hơn 2. Hiểu ý không? X nhỏ hơn 2. Đó. Câu này ra là cái gì? X lớn 2 à? Thì giải nốt cho các em, không các em lại nháo rồi đấy, thì không biết cái thập nghiệm. Cái này này là x lớn 2. X nằm trong khoảng từ âm 1 đến 3. Trường hợp dưới, x của em nhỏ hơn 2. Và một cái nữa là x lớn hơn 3 và x nhỏ hơn 1. Vậy thì lấy cả hai trường hợp luôn. Nào. Trường hợp đầu tiên, từ cái thằng này này. Này của em này. Thì sẽ sinh ra là gì? X của em chạy trong khoảng từ 2 đến 3. Còn cái thằng dưới của em ý, đây này, cái thằng ở dưới này, đây này, nhỏ hơn 2, lớn 3, chắc hẳn không được rồi. Nhưng mà nhỏ hơn 2, nhỏ hơn âm 1 thì lấy nhỏ hơn âm 1. Đấy, được chưa? Ông sợ cái chưa? Đáp án là gì luôn? À, chứ còn gì nữa à? Ông sợ cái chưa? Tiếp. Được chưa? Tiếp nha, câu 168. Mách mà không vào một câu 167. 167 là thôi ấy. Cụ làm tận 4 câu luôn. À 5 câu luôn em ạ. Tiếp sang câu 168. 168 là nó đưa về cái dạng 2 rồi nhá. Đưa về cùng cơ số. Đấy, vậy thì mình sẽ dựa vào những cái gợi ý ấy, mình sẽ làm bài. 2 mũ x trừ 1 lớn hơn 1 phần 16 1 mũ 1 trên x. 100 bao nhiêu? 68. Em sẽ có là 1 phần 16 thì một cái phản xạ rất tự nhiên đưa được về luôn. Đưa về hai mấy luôn được đấy. 2 mũ x trừ 1 này. Lớn hơn này. 1 trên 2 mũ 4 đó. Tất cả mũ 1 trên x không? Tương đương 2 mũ x trừ 1 lớn hơn này, em để 1 mũ 1 trên x. 1 mũ bao nhiêu thì vẫn là 1 mà thôi. Chỉ có 2 mũ 4 trên x. Này, để ý này, 2 mũ 4 này. Xong lại mũ 1 trên x này. Nhân vào đâu? 4 nhân 1 trên x thì sẽ là 2 mũ 4 trên x. Bây giờ chị Vân cần phải đưa nó về một cái xinh đẹp hơn, tức là 2 mũ x thôi. 2 mũ x này chia cho 2 không? Đúng không em? Cái gì đây? Cái gì đây ta? 1 mũ 2. À 1 trên 2 mũ 4 chia cho x thì có thể làm nhà cho nó xinh đẹp hơn không nhỉ? Chả lẽ nó xấu xí như vậy ta? Cái này là phương pháp đưa về cùng cơ số đúng không? Tức là chị Vân đã đưa nó về cùng là 2 mũ bao nhiêu rồi đấy. Được. Chỗ này để cho xinh đẹp nhá. Chị sẽ đổi như sao cho đẹp. Nhìn này, nhìn lại ca làm bảo thuật đây. Có phải chỗ này em đang để là một, đây này, nhìn nhá, chỗ này chị Vân biến như sau: 1 trên 2 4, tất cả mũ 1 trên x thì chị Vân để là 1 trên 2 tất cả mũ 4 phần x, được không em? Được không em? Được chứ sao không? Nhìn này, biến đổi một chút, 1 trên 2 mũ 4 tất cả mũ 1 trên x thì bằng là 1 mũ bao nhiêu thì vẫn thế nhá, kệ nó nhá. Cái mẫu này của em là 2 mũ 4 rồi mũ 1 trên x không? Thì đây này, 2 mũ 4 rồi mũ 1 trên x là lấy bằng nhau thì nó vẫn hoàn toàn thỏa mãn. Biến đổi về như này, bởi vì nó sẽ đưa về cùng cơ số. 2 mũ x trừ 1 thì chị Vân biến đổi về là 2
thì có phải là một trên hai mũ trừ một không? Cả mũ một trên x không? À, mũ x trừ một không? Nào, hai chị vẫn đổi thành là đưa nó về dưới mẫu ấy, là 1 phần 2 mũ trừ 1. Thế thì bây giờ để đưa nó về cả hai bên đều có mũ, đều có 1 phần 2 mũ bao nhiêu? Thì rất là đơn giản, vứt cái con âm 1 này lên. Bởi vì nó rất là đẹp, bởi vì là 1 mũ bao nhiêu của em vẫn là 1 thôi, có hiểu ý không? Nó không quan trọng. Vậy đưa cái này thành là 1 phần 2 mũ, vứt cái trừ 1 ra ngoài thì là 1 trừ x lớn hơn 1 phần 2 mũ 4 trừ x. À, mũ 4 trên x. Em để ý là bây giờ đưa về cùng cơ số rồi. Đó chính là cái phần lý thuyết đầu tiên chị Vân nói đấy. 1 phần 2 nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Thế nên là em sẽ phải đổi chiều bất đẳng thức lại. 1 trừ x của em sẽ phải nhỏ hơn 4 trừ x. Đấy, tự giải nốt nhé. Tự giải nốt hộ chị Vân. Chị Vân sẽ giải xong ghi đáp án ra đây cho em. Đây, coi này, giải như này. Được chưa? Cái này em chuyển vế sang thì nó sẽ được cái bất phân trình nha. Sao em quy đồng lên nó được như này. Em bây giờ nhìn này, cái này rất là dễ, cái này chị vẫn không cần phải xét hai trường hợp nữa, bởi vì cái tử của em ấy nó luôn dương rồi. Em bấm cái nghiệm của tử em sẽ thấy là nó vô nghiệm. Và nó mà vô nghiệm ấy thì nó sẽ luôn cùng dấu với cái dấu của a dương, tức là cái tử của em dương rồi. Nên em suy luôn, tử và mẫu mà lớn không, tử chia mẫu lớn không mà tử dương thì tức là mẫu cũng dương, tử mẫu cùng dấu. Thì suy ra luôn x lớn không rồi. Được chưa? Đấy. Tiếp theo là câu số 170. 170 nhìn vào đề chị Vân phân tích không? Điều kiện không có gì là sai cả, bởi vì là cái thằng này là mũ trừ 1 trên x. Thế là x của em ở dưới mẫu nên điều kiện này đúng. Bước 1 không có gì sai. Bước 2 là đúng như chị Vân làm, còn gì nữa? 2 chia căn 5 thì nó nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Nên cái này của em nó sẽ bị đổi chiều của bất đẳng thức lại, đổi chiều của bất phương trình ấy. Thì có phải nó là trừ 1 trên x lớn hơn bằng trừ 5 không? Nhưng mà bây giờ người ta lại nhân cả hai vế với dấu trừ, nhân với cả hai vế một số âm thì lại phải đổi chiều, vậy nó là đúng như này rồi, chính xác. Bước 3 tại sao sai? Bước 3 sai là bởi vì cái chỗ này này. Từ đó suy ra 1 nhỏ hơn bằng 5x, sai luôn, tức là người ta đã nhân chéo, em có hiểu không? Nhưng mà chị Vân đã dặn là có được nhân chéo không? Đã biết x dương hay x âm đâu mà nhân chéo, đúng không? Phải biết x dương và x âm thì mới được nhân chéo nhé. Ví dụ x của em mà là một, ví dụ 1 trên x mà nhỏ bằng 5 chỉ khi nào x của em lớn hơn hẳn không thôi. Nếu như x của em mà nhỏ hơn không phát nhân phát, tức là nhân số âm thì bất phương trình phải đổi chiều. Vậy nó sai ở cái chỗ mà từ đó suy ra 1 nhỏ bằng 5x thì này. Có hiểu không? Đấy, thì sai bước 3. Ok, nhìn nó chị Vân vào câu 172. Câu 172 một phát là mình sẽ đưa được nó này, để ý này. 172 em đưa nhìn này, hai mũ bao nhiêu rồi 1/4 mũ bao nhiêu thì đưa tất cả chung với cơ số 2 chị Vân. Cái này em không cần phải mũ nhân ra đâu nhá, bởi vì nó đang ở cái cơ 2 đẹp sẵn rồi. Có hiểu ý không? Cho nên chị Vân đổi thành là 1/4 ấy thì là 1/2. Tất cả 1/4 là 1/2 tất cả bình phương đúng không? Rồi nhân x không? Đúng như này chưa? Tương đương này. Chị sẽ đưa tất cả về cơ của 2 nhá. Thì 1/2 ấy, 1/2 chính là 2 mũ trừ 1. Vậy nó sẽ là 2 mũ trừ 2x. Bây giờ chung cái cơ số rồi. Nó lớn 1 ấy. Nên em có thể suy ra luôn cái tử. À, cái mũ là x cộng 2. Giữ nguyên chiều thôi. Nhỏ hơn trừ 2x. Và tương đương với việc là gì? 3x của em nhỏ hơn 3x nhỏ hơn âm 2. Và tương đương với x nhỏ hơn âm 2 phần 3. Đáp án. Tiếp câu số 74. Nghiệm của cái phương trình này 174 lại đưa về chung cái cơ 3 nhé. Thì có phải đây là 1/3 tất cả bình phương này. Còn nó bằng là gì em? Nó sẽ bằng là 3 mũ trừ 2. Tương đương luôn, vì 3 của em lớn 1 nên cái bất phương trình này nó không đổi chiều. X cộng 2 lớn hơn bằng âm 2, tương đương với x lớn hơn bằng âm 4. Hết sửa bài. Tiếp 176. 176. 176 của em như sau. 2 mũ trừ x bình cộng 3x lớn hơn 4. Lại đưa về chung cơ 2. 2 mũ trừ x bình này cộng 3x này lớn hơn 2 mũ 2.
Vì là hai của em lớn một rồi nên cái này bất phương trình không đổi chiều. Lớn hơn hai. Đến đây tự giải nốt cho chị Vân thì ra đáp án là tiếp theo. Nhưng mà sao câu này chị nhìn thì nó không ra. Cái câu này hình như là đáp án bị sai rồi thì phải để chị Vân giải cái này cho các em nhé. Trừ x bình cộng 3x trừ 2 lớn không? Đúng rồi. 4 thì là 2 mũ 2. Trừ x bình cộng 3x lớn. Đúng rồi nhỉ. Vậy bấm nghiệm cho chị cái này xem nào. Đúng rồi. Bấm cho chị cái nghiệm của cái con này. Như đáp án bị sai rồi. 1, 9, 2, 2 trừ 1, 3 và trừ 2. 2 và 1. Nó ra 2 và 1 nhưng em nhìn này. Cái này nó trái dấu mà. Âm này, dương không? Tức là nó sẽ làm sao? Kẹp giữa. Tâm nghiệm là 2 và 1 tức là x của em lớn 1 và nhỏ hơn 2. Xem có đáp án không? Đáp án C ấy. Không phải đáp án A đâu, để chị xem lại xem là chị có khoanh nhầm không nhé. Đúng rồi em ơi, chị khoanh nhầm. Cái câu này nó phải là đáp án C nhá. Đó. Đáp án A no 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 nhá. Đáp án xanh nhá. Đáp án C. Suy ra này, C. Chưa? Tiếp theo 178. 178 chị vẫn không chữa nữa nhá. Vì 3 phần 2 lớn 1 rồi nên là suy ra 4x của em nhỏ hơn bằng 3 à nhỏ hơn bằng là 2 chữ x. 178 này, 4x nhỏ hơn bằng 2 chữ x tương đương 3x nhỏ hơn bằng 2. Vậy 2 nhỏ hơn bằng à đâu? 4 cộng 1 là 5 nhỉ? X nhỏ hơn bằng 2 phần 5. Đó, xong. Tiếp theo câu 180. 180 không chữa nữa được không? 180 em nhìn này, vì là 1 phần 2 nó nằm trong khoảng từ 0, 1 nên là em suy ra được cho chị Vân là 180 9x bình trừ 17x cộng 11 nhỏ hơn bằng 7 trừ 5x. Hết bài, tự giải, được chưa? Tiếp theo 182. 182 cũng thế. Để ý vô đây, 182 tương đương với việc này là 2 mũ, bên này em để nguyên đó chị. Em đưa hết về chung cơ 2 nhỏ hơn bằng này 2 mũ 10 trừ 2x không? Đến đây vì 2 của em lớn 1 nên được quyền tương đương với việc là x bất bất phương trình của em không có đổi chiều trừ 3x cộng 4 nhỏ hơn bằng 10 trừ 2x. Đấy, giải nốt là ra đáp án cho chị Vân. Chưa? Nhớ là nó hỏi là nguyên dương ấy, nghiệm nguyên dương, chỉ lấy phần nguyên dương thôi. Nguyên dương thì không ai gồm số 0 ấy nhé. Tiếp theo 184. 84 cũng thế, vì 1 phần 3 của em nó lớn hơn. Nó lớn hơn cái gì nhỉ? Lớn 1 rồi. À nhầm, nó nằm trong khoảng 0, 1. Lớn không nhỏ hơn 1. Ừ, ngáo đá. Thì em có quyền được suy luôn, bất phương trình của em sẽ đổi chiều đấy. Đây là 100 bao nhiêu? 84. Bất phương trình của em đổi chiều ngay lập tức, tức là căn của x bình trừ 3x trừ 10 nó sẽ phải nhỏ hơn x trừ 2. Đến đây nhá, cái giải căn này nó hơi khó đấy. Nào, đến đây giải như nào nào. Dừng cái viết lại, dừng cái viết lại. Tự giải cho chị Vân xem. Khẩn chuông. Căn mà nhỏ hơn bằng một số. Con chưa? Giải xong chưa thì em? Nhớ là bao cái viết lại nhé. Bây giờ mình sẽ nhìn này. Cái ma giải này rất là dễ. Cái này hàm khối là 10. Em nhìn này. Bây giờ muốn mục tiêu của mình là chắc chắn là bình phương lên. Bình phương hay vế phát xong. Nhưng trước khi bình phương thì cái này em hãy quên này. Em phải đặt điều kiện. Em phải đặt điều kiện cho cả hai cái thằng này dương đã. Tức cái thằng trong căn nó phải lớn bằng không này. X trừ 2 của em này phải lớn bằng không này. Rồi em mới được bình phương lên cả hai vế, có hiểu ý không? Đấy. Nhỏ hơn x trừ 2 tức là bình phương. Giải trị tất cả những cái này ra, nó sẽ ra được đáp án. Giải nốt nhá. Được không? Những câu nào dễ quá thì mình sẽ bỏ qua đấy. Chị Vân sẽ bỏ qua đấy. Em nhìn tiếp này. Sang câu nào nhỉ? Chị Vân vừa đi chuyện có bao nhiêu nhỉ? À bây giờ mình sẽ đến câu 186 đúng không? 186 làm như thế nào đây? Khó thế này, sao biết làm? Trời ơi. Câu 186 này này, em để ý một tí.
Bình thường em biết luôn cái số trong ngoặc là bao nhiêu rồi, nhưng mà em không biết. Em không biết T bình cộng 2T cộng 7 phần 4 có phải là hàm mũ hay không. Em chỉ có một phát hiện duy nhất. Em phát hiện được là T bình cộng 2T cộng 7 phần 4 chắc chắn là lớn không. Cái này em tự phân tích tính nhân tử, hoặc là em bấm nghiệm em thấy là nó vô nghiệm. Nó vô nghiệm vì nó cùng dấu với hệ số A, chắc chắn là cái dương rồi. Vậy thì nó thỏa mãn một phần cái điều kiện là thằng này làm số mũ, đúng không? Mình có thể giải hàm mũ. Em có nhìn thấy là nó giống cái dạng là A mũ U lớn hơn bằng A mũ V không? Và nó chính là cái công thức của đầu đầu tiên của cái bài hôm nay này. Đây này. A mũ Fx ấy, lớn hơn A mũ G ấy. Em phải xét cả ba trường hợp này luôn. Đó. Vậy thì xét như sau. Đâu ấy nhỉ? Ở đây, câu 186. Này em nhìn này. Có phải là bây giờ chị Vân phải chia các cái trường hợp, bởi vì nhá, bình thường là mình biết rõ là A của em lớn một hay A của em nằm trong khoảng từ 0 1 và biết rõ là A của em khác một rồi. Nhưng mà này em chưa hề biết. Vậy em phải làm, nghĩa là em biện luận đấy, em biện luận nó đấy, có hiểu ý không? Vậy trường hợp 1 em phải làm luôn cho chị Vân cái trường hợp là A của em có bằng 1 hay không? Chị Vân không biết em bằng 1 hay không, vậy chị Vân thử giải xem có bằng 1 được không? Bởi vì nếu như bằng 1 phát A 1 thì 1 bao nhiêu chả bằng 1. Bên này là 1 này, bên này 1, 1 lớn bằng 1 và đúng luôn. Vậy thử xem A có bằng 1 có được hay không? A1 tức là thằng T bình cộng 2T cộng 7 phần 4 bằng 1 bằng M1, tương đương luôn. Để chị Vân bấm máy tính này xem ra bao nhiêu. Con này sẽ ra được là T của em bằng trừ 1 phần 2 và bao nhiêu đây? Trừ 3 phần 2, trừ 1 phần 2 và trừ 3 phần 2. Ủa sao cái đáp án này chị Tô nó không có nhỉ? Ôi, ảo giác rồi. Đó này sai nhá. Chắc chắn phải có cái con kia cơ. Chắc chắn phải có cái thằng trừ 1 phần 2 và cái thằng trừ 3 phần 2 của chị Vân cơ. Ô, nếu mà thế thì khoanh được luôn đáp án. Nếu mà thế thì khoanh được đáp án C luôn. Đáp án này ngu nhỉ, bởi vì em nghĩ này, tức là mình sẽ để dấu bằng ở trừ 3 phần 2 và trừ 1 phần 2 đúng không? Em nhìn tất cả các đáp án còn lại có được đâu, có hiểu ý không, có hiểu ý không? Hai con này chắc chắn là nghiệm rồi, nhưng mà tại sao ba cái đáp án này không có được? Trừ 3 phần 2 nó có trong cái khoảng này không ta? À, con đáp án A này cũng cũng ok đấy, đáp án này cũng ok đấy, bởi vì là trừ 1 phần 2 cũng nằm trong khoảng này và trừ 3 phần 2 thì cũng nằm trong khoảng này, cũng được. Ồ, thế chị Vân thử giải tiếp xem nó là A hay nó là C nhá. Tiếp, sau khi em giải trừ 3 1 rồi, em có nhớ là A của mình ý, nó phải nằm trong khoảng từ 0 1 không? Đúng không? Tức là T bình cộng 2T cộng 7 phần 4 của em nó phải nằm trong khoảng từ 0 1, mà mình đã luôn chứng minh được là nó lớn không rồi, mình chỉ giải giải nó nhỏ hơn một là xong. Vậy nghiệm của nó kia kìa. Thế nào, đi giải cái thằng này. Nhưng mà em để ý này, nếu như A của em nằm trong khoảng này thì tương đương luôn với cả cái điều kiện là đây nhá, chị gộp lại luôn nhá. Chị gộp lại một đống luôn nhá, nếu như có cái điều kiện này thì có phải là cái thằng mũ của em ấy nó sẽ bị đảo chiều lại không? Tức là T bình trừ 2T cộng với cả 3 của em nó bị đảo chiều lại nhỏ hơn bằng 1 cộng t. Trường hợp cuối cùng em giải ra đây, tí nữa chị sẽ giải cái này rồi chị ghi ra cho. Trường hợp cuối cùng em phải giải đó là A của em phải lớn hơn 1. A của em lớn 1 tức là cái thằng t bình cộng 2t cộng 7 phần 4 phải lớn 1. Thì cái mũ của nó sẽ không bị đổi chiều lại. T bình trừ 2t cộng 3 sẽ lớn hơn bằng 1 cộng t. Giờ giải chị ba cái này là xong. Chị Vân giải, chị Vân viết ra đây cho nhé. Nào để chị bấm. Câu cái gì đây vậy trời. Ok, chị Vân đã giải ra đây rồi. Để nhanh nói cho em hiểu một tí này. Là cái thằng này nó luôn lớn không rồi, nên chị Vân chỉ giải nó nhỏ hơn 1 thôi. Thì giải ra được là đây. Cái này các em tự giải được. Cái này còn nhiều giải nữa, chị ngắt ra đây luôn nhé. Nhá, cái dưới này thì giải ra đây. Em nhìn là nó phải là thỏa mãn cả hai cái này. Thế nhìn không không có cái nào thỏa mãn được cả hai cái đó.
không có cái nào thỏa mãn được cái này cả, không có cái số nào mà nằm trong khoảng từ 1 đến 2 mà lại nằm trong khoảng một cái khoảng âm như cả, nên cái trường hợp của em lại luôn, tức là trường hợp 2 loạn không có. Trường hợp 3 thì nó giải ra như này, nhưng mà chị biết là đến đây em không biết kết hợp nhiệm nên chị đã không kết hợp luôn, và chị để dạy em kết hợp. Bây giờ nó có hai ngoặc vuông này thì chị biết là rất là khó với các em rồi, nên mình sẽ làm như sau nhé. Em kết hợp với chị từng cái thằng ở cái trên ngoặc vuông thứ nhất với cả cái thằng ngoặc vuông ở dưới. Tức là đầu tiên này, em sẽ có là ngoặc vuông đầu tiên. T nhỏ hơn 3 phần 2. Kết hợp với thằng dưới này. T nhỏ hơn 3 phần 2, T nhỏ bằng 1 lấy cái gì? Lấy cái gì kem? Lấy thằng... Đây là... Và như nghĩa là nó sẽ tách thành hai cái ngoặc như này này. Sẽ tách thành hai cái ngoặc của em ấy. Tức là nó sẽ tách thành T nhỏ hơn 3, T nhỏ hơn bằng 1, T lớn bằng 2. Làm chị này thế nào? T nhỏ hơn 3 và nhỏ hơn bằng 1 thì lấy T nhỏ hơn 3. Cái trường hợp dưới loại chưa? Loại. Tiếp tục cái trường hợp thứ hai. T lớn hơn âm 1 phần 2, nhỏ hơn bằng 1 và lớn hơn bằng 2. Lấy cái gì? Lớn hơn âm 1 phần 2 kết hợp với thằng nhỏ hơn bằng 1 thì sẽ ra được là như này. Lớn hơn âm 1 phần 2 này, đau ngủ. T lớn âm 1 phần 2 và nhỏ à, và lớn hơn cả bằng 2 thì sẽ ra cái này. Đấy. Vậy cái thằng cái con trường hợp 3 này của em này, nó ra tận ba cái khoảng thử nghiệm liền. Cho chị xóa cái này đi nhá. Ba khoảng nghiệm và cách kết hợp như chị Vân vừa vừa kết hợp làm từ thì nó sẽ ra. Không có sợ nhé, đừng có sợ nhé chưa. Bây giờ em nhìn này, trường 3 của em ra những cái này, trường 2 của em không có, trường hợp 1 của em ra có con âm 3 phần 2 và có cái con là mấy đấy, âm 1 phần 2. Bây giờ kết hợp vào đâu? Kết hợp vào à, đây là từ từ bình tĩnh, cái chỗ này là trừ 3 phần 2 của chị Vân đấy nhá, như chỗ này chị Vân viết nhầm thì phải. Đây phải là trừ 3 phần 2. Đúng rồi. Chỗ ấy tự nhiên viết thiếu đúng không? Rồi, ok. Em nhìn kết hợp lại này. Thì có phải là sẽ ra là đúng đáp án C không? Đúng đáp án C chưa? Kết hợp trường hợp 3 và trường hợp 1 đi. Thì ra đúng đáp án là gì? C. Hết bài nhá. Tiếp sang câu 188. 188 dễ rồi, chị Vân không làm nữa nhé. Nó chỉ hỏi qua nhiêu nghiệm nguyên thì em tính tìm ra x xem là có những thằng nào nguyên thì em lấy. Em chỉ cần làm đổi thành 1 phần 3 này. Mũ x bình trừ 4x trừ 12 lớn hơn 1 mũ 1 thì là 1 phần 3 mũ 0. Vậy thì vì cái 1 phần 3 nó nằm trong khoảng từ 0, 1 nên em chỉ cần đổi chiều lại thôi. X bình trừ 4x trừ 12 nhỏ hơn 0. Hết bài. Và tìm ra nguyên là bao nhiêu nha. 190. 190 dễ rồi, không giải nữa nhá. Em làm luôn 2x nhỏ hơn x cộng 6 hết bài. 92 cũng thế. Căn x nhỏ hơn 1 với điều kiện là x phải lớn hơn bằng khoảng 0. Tiếp. 194. 194 cũng rất là dễ. 194 của em như sau. Căn 3 thì thôi chị cứ đưa hết về cơ số là căn 3 đi. Căn 3 này, mũ x bình cộng 1 nhỏ hơn bằng này. 3 thì là căn 3 bình phương thì là mũ trừ 2x cộng 4. Căn 3 của em là 1,33 mấy đấy. Đúng không? Mình chỉ có nhận. Căn 3 1,73 thì nó lớn hơn 1 rồi nên em giữ nguyên cái chiều đó. X bình cộng 1 nhỏ hơn bằng trừ 2x cộng cộng 4. Hết sửa bài luôn. Tiếp theo câu số 196 là câu lặp lại. Chị Vân không chữa nữa nhá. Câu này lặp lại câu đầu tiên đi xem. Nói chung là lặp lại. 198. 198 cũng quen quen nhỉ. Có phải dễ. 1 phần 2 em định nguyên mũ trừ x bình cộng 3x. Đây là 198 nhé. Nhỏ hơn này. 1 phần 2 tất cả bình phương. Vì 1 phần 2 nằm trong khoảng từ 0, 1 em sẽ tương đương với việc là trừ x bình cộng 3x của em. Nó lớn hơn 2. Đó. Câu số 200 này dễ quá. Nó sẵn hết rồi ấy.
tương đương luôn 9x bình trừ 17x cộng 11 nhỏ hơn bằng 7 chứ 5x. Hết bài luôn. Nhưng câu này nó giải hơi lạ một tí. Câu số 200. Chị Vân giải cho nhé. 9x bình trừ 17x tương đương luôn đấy. Chị tương đương luôn đấy. Cộng 11 sẽ nhỏ hơn bằng 7 trừ 5x. Nhầm, chị con này ra bao nhiêu? 9x bình này. Trừ 17 cộng 5 là trừ 12x. 11 trừ 7 là còn 4 này. Cộng 4 nhỏ hơn bằng 0. Bấm nghiệm chị Vân xem. 1, 9, 2, 2. 9 trừ 12. 4. Đó. Bây giờ có phải là em chia được cho con 3 không? Rút gọn cho 3 nhé. Thì 3x bình này. Trừ đi cho 4x này. À nhỉ. Không rút gọn cho 3 được nhỉ. Nhưng mà tóm lại thằng này nó sẽ ra mỗi một nghiệm, nó em bấm máy tính nó ra mỗi một nghiệm là 2 phần 3. Thế có phải là em sẽ tách được thành là x. Đây nhá, nghiệm của nó là 2 phần 3. Thì bây giờ có phải là nó sẽ là 3x trừ 2 không em? Đúng không? X bằng 2 phần 3 thì chị vẫn tách này nha. Và nó là bình phương. Em bình thì xem nó sẽ ra đúng hàng đẳng thức bên trên. Nhỏ bằng 0. Thế em để ý là cái bình phương này của em luôn lớn bằng 0 rồi. Nhưng người ta yêu cầu là nhỏ hơn bằng 0. Tức là gì? Luôn lớn bằng 0 nhưng mà yêu cầu nhỏ bằng 0 thì chỉ xảy ra được mỗi cái trường hợp bằng 0 thôi. Tức là 3x trừ 2 bằng 0 là cái trường hợp duy nhất thỏa mãn và x bằng 2 phần 3. Đáp án là A. Đấy, bây giờ chị Vân sẽ chữa cho kem. Tiếp sang cái dạng 3 này. Cái dạng 3 này thì kem không cần phải làm những cái câu. Kem chỉ cần làm đúng câu 218, à 228, 230 thôi. Nhưng mà vì một cái lớp bị lẻ ra nên là chị Vân sẽ chữa một vài câu trong cái phần dạng 3 này nhé. Chị sẽ chọn những câu nào mà hay gặp nhé. Nào, nhìn cho chị Vân vào câu số 213, 214, 215, 216 nhé. Được chưa? Nào, 213. Nghiệm nguyên dương lớn nhất. Ừ, em nhìn này. Bây giờ em có thấy là 4 mũi trừ 1 rồi 2 mũi trừ 2 không? Có phải là đặt ẩn phụ ấy. Đây là phương pháp đặt ẩn phụ mà. Mình sẽ đưa hết về 2 mũ bao nhiêu đấy. Rồi mình đặt. Nào. 4 mũi trừ 1 thì là 2 mũ 2x trừ 2. Trừ đi 2 mũ trừ 2. Nhỏ hơn bằng 3. Tương đương với việc là em đi đây. Ông đúng rồi. Thì nó sẽ là 2 mũ 2x này. Đúng chưa? Chia cho 4. Chia cho 2 mũ 2. Trừ đi 2 mũ x. Chia cho 4 tiếp. Nhỏ bằng 3. Em đặt 2 mũ x là t thì tương đương với việc là t bình chia 4 trừ t sẽ nhỏ hơn bằng trừ t chia 4 nhỏ bằng 3. Quy đồng lên. T bình trừ t nhỏ hơn bằng 12. Và tóm lại em giải ra t bấm máy tính chị Vân xem này. 1 này, trừ 1 này, trừ 12. Phải ra một nghiệm là 4. T sẽ là lớn hơn trừ 3 và nhỏ hơn bằng 4. T của em ý, thì chắc chắn là luôn lớn bằng trừ 3 rồi. Bởi vì T của em bằng 2 mũ x luôn dương. Có hiểu ý không? Em chỉ cần giải đúng cái thằng T nhỏ hơn bằng 4 thôi. Tức là 2 mũ x của em nhỏ bằng 4. Chị vẫn đang làm theo kiểu nháp nhé. Chứ không phải trình bày đâu nhé. 2 mũ x sẽ nhỏ hơn bằng 2. Và x sẽ nhỏ hơn bằng bằng 1. X nhỏ hơn bằng 1 thì nghiệm nguyên dương lớn nhất là mấy? Là 1. Đúng chưa? Là con A. Đó, tiếp chuyển cho chị Vân sang câu 214. Tìm tập nghiệm của cái bất phương trình này. Dễ quá. 214 nào. Em có như sau. 3 mũ 2x. Nhìn phát thấy đưa hết về 3 mũ x. Xong rồi đặt 3 mũ x là t đúng không? 3 mũ 2x này. Nhân 3. Nhân lần trước cho đẹp. Trừ 10 nhân 3 mũ x. Cộng 3. Nhỏ bằng 0. Thì em có thấy là bây giờ mình đặt 3 mũ x là t ấy, thì nó sẽ là 3t bình trừ 10t cộng 3 nhỏ bằng 0 không? Tương đương với gì? Bấm máy chị Vân xem ra nghiệm là gì nào? 1, 9, 2, 2, 3 trừ 10, 3. 3 và 1, 3. T của em sẽ nằm trong khoảng từ 3 đến 1 phần 3. Giải từng cái một. Tức là 3 mũ x của em lớn hơn bằng 3 mũ trừ 1. 3 mũ x của em nhỏ hơn bằng 3 mũ 1 tương đương.
x nằm trong khoảng từ trong đoạn từ trừ 1 đến đến 1. Đấy là câu 214. Đáp án là D. Xong. Tiếp câu 215. 215. Em có này, e mũ x, đặt luôn e mũ x là t đấy. Một e mũ trừ x thì là 1 trên e mũ x nhỏ hơn 5 phần 2. Đặt cái này là t này, cộng 1 trên t không? Nhỏ hơn 5 phần 2 không? Thì tương đương với t bình này cộng với cả 1 trừ 5 phần 2 t nhỏ hơn không. Tại sao chị Vân lại được nhân t lên? Bởi vì t của chị là em x luôn dương rồi nên là bất phân trình nó không đổi chiều đâu. Bấm máy tính răng nghiệm xem nào. 1 trừ 5 phần 2 và 1 nghiệm là 2 và 1 phần 2, tức là t nằm trong khoảng từ 1 phần 2 đến 2 đúng không? Đúng không? T của em là e mũ x, tức là e mũ x của em lớn hơn 1 phần 2. Và e mũ x của em nhỏ hơn 2. Các em có thấy nó lừa? Nó lừa luôn đáp án bờ à. Vội vàng là khoanh luôn, nhưng mà đấy mới chỉ là t đâu, nó không phải là x, có hiểu ý không? Chỗ này tương đương nha. Tương đương cái gì đấy? E mũ x thì x sẽ lớn hơn loga cơ số e của 1 phần 2. X sẽ nhỏ hơn e là 2,7 lớn 1 nhé, nhưng dấu không đổi đâu. Loga cơ số e của 2. Và em nhớ chị Vân, loga cơ số e thì nó sẽ là len. Len 1. Loga cơ số e là len. Đấy. Vậy len 1 phần 2 này, 2, 1 phần 2 thì chị đổi thành 2. 2 mũ trừ 1 đúng không? 2 mũ trừ 1 này em học. Chưa học công thức của loga đúng không? Oh my god, chưa học công thức loga. Thế thôi cứ để như này đi. Đấy, thì em sẽ thấy là ở đây là ngoặc nhọn. Ngoặc nhọn tức là và. Và thì nó là đáp án C đấy, không phải đáp án D đâu. Và nó là len, nhớ chị thêm cái loga cơ số E thì sẽ là len. Em bấm len 1 phần 2, nó sẽ là trừ len 2 đấy. Cái này sau khi em học loga xong thì chị sẽ dạy cho tiếp. Còn bây giờ em chỉ cần bấm máy tính thì biết tại sao là thế thôi là được rồi. Câu 228. Ở câu này hay của câu này chị phải chữa cho các em bởi nó quá là hay. 228 nhé. Nào. Câu này nó yêu cầu là tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho cái thằng bất phương trình này có tập nghiệm là từ âm vô cùng đến không. Tức là cái nghiệm x của em nó luôn luôn, nghĩa là x này luôn luôn phải thuộc vào cái khoảng từ âm vô cùng đến không, ngoài khoảng này thì không được. Được chưa? Nghiệm phải thuộc vào đây, nghiệm phải thuộc vào đây, nhấn mạnh một lần nữa đấy. Được chưa? Thế thì bây giờ xem nào. Bây giờ cái phương trình của em là m nhân 2 mũ x cộng 1 cộng với cả 2m cộng 1 nhân 3 trừ đi cho căn của 5. Mũ x cộng với cả 3 cộng với cả căn 5. Tất cả mũ x nhỏ hơn không? Vậy bây giờ em nhìn vào đây. Em có để ý được là bây giờ nhé, nhìn vào và chị sẽ tặng cho em một cái phản xạ này, sau này em gặp em sẽ nhìn ra nhé. 3 trừ căn 5 và 3 cộng căn 5 là biểu thức liên hợp của nhau đúng không? Bình thường biểu thức liên hợp của nhau thì chị vẫn mong muốn là nó sẽ nhân vào với nhau bằng 1. Có nhớ cái dạng mà nhân vào với nhau bằng 1 không em? Có nhớ cái dạng mà buổi trước học phương trình ấy, giải phương trình mũ ấy, thì hai cái nhân nhau bằng 1 ấy, thì đặt một cái là t ấy, thì cái còn lại sẽ là 1 chia t ấy, có hiểu không? Bây giờ chị Vân mong là nó sẽ thành 1 thì để ý một tí, để ý một tí tẹo thôi. Chị đố các em biết bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu như chị chia cả hai vế cho 2 mũ x. Ấy tại sao chị Vân không chia cả hai vế cho 2 mũ x cộng 1? Bởi vì ở đây là mũ x, ở đây là mũ. Thế tự nhiên nói con mũ cộng 1 thì sao mà chia? Mà bây giờ phá ra gì? 2 mũ x nhân 2 đẹp quá thì chỗ này chị Vân sẽ để là 2m nhân 2 mũ x cộng y xì đúc lại chỗ này. Được chưa? Rồi chị sẽ đem chia cho 2 mũ x cả hai vế luôn. Em đã thấy một điều kỳ diệu xảy ra và từ giờ em phải nhớ cái em phải nhớ là mình sẽ có phản xạ khi mà mình gặp cái đấy một lần nữa. Chọn không? Chia cho 2 mũ x nhé, để xem điều gì xảy ra nhé. Chia cả hai vế nhé. 2m cộng 1. Thì cái này là 3 trừ căn 5. Chia cho 2 mũ x không em?
nhưng mà vì chia cho hai mũi chia nhau ấy, nên để cái mũi ở bên ngoài cộng với cả 3 cộng căn 5 chia cho 2 tất cả mũi, được chưa? Không chia 2 mũi thì là không. Ok, chia cho 2 mũi xong rồi thì em để ý này, để ý từ giờ nhớ chị cái này này, chị đố các em biết 3 trừ căn 5 chia cho 2 nhân 3 cộng căn 5 chia cho 2 bằng gì? Vậy đây là A cộng B nhân A trừ B không? Chị Vân rút cái 1 phần 2 ra ngoài nhé. 1 phần 2, 1 phần 2 là 1 phần 4. 3 trừ căn 5 nhân 3 cộng căn 5 là A trừ B nhân A cộng B. A bình trừ B bình, 3 bình là 9, 5 bình là căn 5 bình là 5, vậy nó là 4. Vì tóm lại nó là 1. Hay chưa? Hay chưa? Đúng dạng chưa? Đấy, đúng dạng đấy. Bây giờ phát hiện ra cái này thì từ đấy chị sẽ đặt. Chị Vân sẽ đặt cái thằng à, thằng nào cho đẹp nhỉ? Là thằng cộng đi. 3 cộng tí nữa cho dễ giải mà. Tất cả mũi là bằng 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 T đi. Bằng T. Thì em nhìn này, em nhìn một chút nhé. Chị Vân mũ cả hai cái này cho x. Mũ thầy x này. Thầy mũi không? Mũ cả hai về chỗ x ấy để nó xuất hiện có mũi cái. Thế là bây giờ chị hỏi A mũ x. A. Đây đây đây. Chị sợ em quên nên chị phải nhắc. A nhân B tất cả mũ x. Thì nhớ chị công thức nó sẽ là A mũ x nhân nhân B mũ x. Vậy thì ở đây này. Chị Vân sẽ để mũ x vào tất cả ở chỗ này. Vậy thì 3 mũ x của chị Vân ấy sẽ bằng 1. Bằng đặt cái bằng T nhá. Thì cái phương trình của em nó sẽ 2M cộng với cả này. 2M cộng 1 này. 3 trừ căn 5 tất cả mũi thì có phải là 1 chia cho T không em? À cái kia là T mà. Thì nhân 1 chia T cộng với cả T. Nhỏ không? Bây giờ T của em bằng một cái thằng mũ, vậy nó dương rồi. Vậy em nhân lên tương đương. Bài mình đã xử lý quá nhiều trong cái phần phương trình nên chị sẽ không nói nhiều nữa đâu. Cộng với cả 2M cộng 1 nhân T rồi nên mất T luôn, cộng với cả T bình. Nhỏ không? Vậy em đưa được về một phương trình bậc 2 bình cộng 2MT cộng 2M cộng 1. Nhỏ được không? Chỗ này là chỗ khó nhất cái bài này luôn. Khó nhất cái bài này luôn. Không biết giải luôn. Bây giờ giải như nào? Đố biết luôn. Giải như nào phụ thuộc vào cái chỗ này này. Em có để ý là một thằng bậc 2 không? Nhìn nhá, nghe thật kỹ chỗ này là hiểu là chị Vân giải chỗ này cực kỳ dễ hiểu cho em xem luôn. Thằng này là một thằng bậc 2. Người ta yêu cầu nó phải nhỏ hơn không? Mà cái nghiệm của nó ấy, em để ý này. X chỉ được chạy trong khoảng từ âm vô cùng đến không mà thôi. Để ý chị Vân sẽ suy từ điều kiện của X ra điều kiện của T. X sẽ phải luôn nhỏ hơn bằng không. Được chưa? X nhỏ bằng không thì em để ý này. 3 cộng căn 5 trên 2 mũ X có phải luôn nhỏ hơn bằng 3 cộng căn 5 trên 2 mũ 0, đúng không? Với 3 cộng căn 5 trên 2 là một số lớn 1 nên chắc chắn nó sẽ không bị đổi chiếu bất đẳng thức. Và cái này bằng 1. Vậy em có luôn là T của em sẽ luôn nhỏ hơn bằng 1. T của em ý, nó còn luôn dương nữa, bởi vì nó là một hàm mũ. Vậy em chuyển được điều kiện từ x sang T. Đây là một bước khó không phải ai cũng làm được, được chưa? Chuyển từ điều kiện x sang T rồi em nhìn này. Người ta yêu cầu cái phương trình này nó phải luôn có nghiệm, cái mất phương trình đấy nó phải luôn có nghiệm trong cái khoảng từ 0 đến âm 1. Nghĩa là T nằm trong khoảng từ 0 đến âm 1 nó luôn phải âm. Chị Vân thử kể cho em một đường như này. Ví dụ chị coi đây là 0, chị coi đây là 1 đi. Thì em để ý này. Có phải là mọi cái khoảng của x, mọi cái khoảng của T, em nhìn này. Từ 0 đến 1 gióng lên đồ thị thì nó đều âm không? Chị Vân gọi đây là cái chỗ ấy. Có phải là mọi cái khoảng của x nằm trong khoảng từ 0 đến 1 em gióng lên thì nó đều âm không? Vậy thì tức là đây nhé, chị chưa làm gì cả nhưng chị chưa giải con này nhé. Chị chỉ dạy em cách đọc bất phương trình đa nghiệm này. Đây là bất phương trình bậc, đây là bậc 2 à, A dương quay lên như này. Vậy nếu như chị vẽ như này thì em có đọc được là trong khoảng từ 0 đến 1 thì cái hàm này luôn âm không? Nếu như chị đổi một tí, chị đổi cái này là sorry baby, xóa nhiều quá. Nếu như chị đổi cái này ngược thành là chị đổi là 3 đi.
chị đổi là 4 đi. Thì em đọc cho chị nào. Cái này nó nhỏ hơn không khi nào? Cái phương trình này này, nó nhỏ hơn không khi nào? Có phải nó nhỏ hơn không với mọi t lớn bằng 3 và à, t lớn hơn hẳn 3 nhé, lớn hơn hẳn 3 và nhỏ hơn hẳn 4 không? Có đúng không? Đúng quá chứ còn gì nữa. Bởi vì đây là lấy nhỏ hơn hẳn mà. Nhiều không? Vậy thì dựa vào cái này, em sẽ suy được ra và em giải được cái này cho chị Vân như sau. Em để ý này. Nghĩa là t của em bắt buộc luôn phải chạy từ khoảng từ 0 lớn 0 và nhỏ hơn và nó bắt buộc phải âm. Thế chị Vân hỏi điều gì xảy ra nếu như chị Vân đặt con 0 vào chỗ này? Có được không? Thì f tại 0 ấy, em có nhìn đây là tại t bằng 0 nhé. Nhưng mà người ta yêu cầu là nghĩa là lớn không, tức là cái chỗ dưới này nó phải nhỏ không, thì đúng quá, tức là cái không của em chạm vào cái đầu mút đến được. Có hiểu ý không? Đây chị Vân đặt là T1 đi. Ở đây chị Vân đặt là T2 đi. Không cần đặt đâu, không cần đặt luôn. Dạy cho em không cần đặt luôn. Cho nó pro vip. Em có nhìn này, thế thì F tại không của chị Vân ý. Đây là trục OX đúng không? Trục OX thì mọi điểm nằm trên trục OX nó phải có y bằng 0. Thế thì em nhìn này, F tại không sẽ bằng được không? Em suy được ra. F tại không sẽ bằng được không? Người ta chỉ đây này, nghĩa là chị Vân nhé, mục tiêu của chị Vân là chị Vân xem không và một đặt ở đâu, đặt ở đâu để cho trong khoảng lớn không nhỏ bằng một thì cái chỗ đấy nó luôn nằm dưới trục OX. Có hiểu ý không? Thế chị Vân đặt bằng không vào đây, chị Vân thấy thỏa mãn bởi vì nó không lấy dấu bằng ở đây này, nó lấy lớn không và nó bắt nhỏ không, thì đây lớn không và nhỏ không thỏa mãn đây. Thế chị Vân hỏi cái số 1 đặt vào đây có được không, thì câu trả lời sẽ là không. Bởi vì f tại 1 của em nhìn này, người ta yêu cầu là tại con 1 ý, thì cái hàm đấy của em phải âm. Nhưng đây nếu như chị đặt cái 1 ở đây này thì tại con 1 đấy hàm của em có thể bằng 0. Vậy thì f tại 1 của em nó phải làm sao đây? Nó phải nằm dưới cái trục OX đúng không? F tại 1 của em mà nằm ở đâu đấy ở dưới này, tức là nhỏ hơn không, cái trục OX của em ở đây này. Đấy. Tức là nó phải nhỏ hơn không chứ không được bằng không. Được chưa, hiểu chỗ này chưa nào? Chỗ này khó nhá, chỗ này khó, chị Vân giảng lại một lần nữa cho mà nhìn đây này. Để ý vào đây, thằng này của chị Vân, thằng bậc hai này, người ta yêu cầu là nhỏ hơn không, tức là nó nằm dưới, mà với mọi cái khoảng t nằm trong lớn không nhỏ bằng một, thế chị Vân đặt nó vào đây có phải là nó nằm dưới OX? Thì đây này, ví dụ đặt không vào đây có được không? Câu trả lời là có. Bởi vì người ta không yêu cầu là, nghĩa là người ta yêu cầu những số lớn không phải nhỏ, thì tại em không này này chị đặt vào đây, tức là nó vừa vừa khít luôn đấy, tức là từ chỗ lớn không trở đi này, là cái chỗ này này, thì dòng số nó sẽ âm. Nhưng con một mà đặt vào đây thì không được, bởi vì f tại một của chị nó không hề âm mà nó có thể bằng không, nên nó không được. Vậy cái f tại một của chị nó phải nằm dưới hẳn, tức là nó phải nhỏ hơn không thôi. Em giải hai này ra là xong. Thay vào đây f tại không ấy, thì chỗ nào có t thì em thay bằng không, tương đương với việc là không này, không mà 2m cộng 1 của em nhỏ hơn không, f tại một thay hết vào 1 này cộng 2m này cộng 2m cộng 1 này nhỏ hơn không tiếp. Tương xứng m của em nhỏ hơn ấm 1 phần 2 và cái dưới là 4. 4m cộng 2 nhỏ hơn không? Thế tương đương m nhỏ hơn ấm 1 phần 2 luôn. Được chưa? Hết bài. Hết luôn. Chị vào câu 100, à câu cuối cùng, câu 230. Nha, câu này nhìn này. Em đấy là 12 mũi này, 6 mũi này, 3 mũi này, đúng không? Thế bây giờ có phải là x của em nó xuất hiện ở 3 số, còn nhiều cái dạng chưa không? A nhân C bằng B, B bình phương. Ok có nhận ra là 12 nhân 3 thì bằng 6 bình phương không? Thế phương pháp sẽ là chia cho A mũi hoặc là C mũi đấy. Vậy thì bài này chị vẫn làm nhé. Tương đương này, chia luôn cho 12 mũi x cả. Chia cho 3 mũi. Ừ, bài này chị vẫn sẽ chia cho 3 mũi đi. Chia cho thằng nào cũng được nhé. Em chia cho thằng nào cũng được hết cả. 3m cộng 1
chị làm cho em cả hai trường hợp và chia cho cả hai cái nào cũng được. 12 mũ x chia cho 3 mũ x thì nó sẽ được là 4 mũ x cộng với cả 2m, 2 trừ m. 6 chia cho 3 thì được là 2 mũ x cộng với cả 1. Nhọn không? Ừ. Bây giờ mình sẽ đặt cái thằng 2 mũ x của em bằng bằng t. Phương trình của em sẽ tương đương là 3m cộng 1. Đúng không? T bình cộng với cả 2 trừ m t cộng 1. Nhọn không? Em nhớ là cái x của em ấy, nó luôn lớn không? Vậy suy ra này, 2 mũ x của em lớn hơn 2 mũ không, vì 2 là lớn hơn 1 rồi mà. Nên em không có đổi chiều. Tức là 2 mũ x lớn hơn 1, tức là suy ra t của em lớn hơn 1. Vậy đề bài của em ấy, cái đề bài của em ấy, tức là cái phương trình kia có nghiệm đúng với mọi x lớn không? Thì nó suy được ra là cái phương trình sau này của em ấy, có nghiệm đúng với mọi t lớn hơn 1. Được chưa? Vậy thì em giải thôi. Cái phương trình này muốn có nghiệm đúng với mọi t lớn hơn 1 thì em phải đi căng dây. Cô lập m và căng dây cho chị. Nhưng mà để ý này, cái này nó chưa chắc hàm bậc 2 nên chị vẫn sẽ phải thử trước đấy. Có cần phải thử không nhỉ? Để chị suy nghĩ xem có cần phải thử không nào. Thật ra là không cần phải thử đó em ạ. Bởi vì bây giờ mục tiêu của chị Vân là cô lập m và căng dây. Tức là dấu hiệu để cô lập được m nhé. Tại sao chị biết bài này cô lập được? Bởi vì m của em cùng bậc. M của em ở đây đều là bậc nhất nên sẽ cô lập được. M của em chỉ cần khác bậc một phát là không cô lập được luôn. Nhưng thế thì chị cũng không cần phải xét làm cái gì cả đâu. Ừ, không cần phải xét 3m cộng 1 bằng 0 làm cái gì cả. Cô lập luôn, phá tung ra để cô lập nào. 3m t bình này cộng với cả t bình cộng với cả 2t trừ mt cộng 1. Nhón không? Em nhóm những thằng m vào với nhau thì nó sẽ là m này. Bên trong còn là gì đây? 3t bình trừ 1. Đúng không? 3t bình trừ 1. À, 3t bình trừ t. Bá tê bình trừ tế. Bên kia nó sẽ còn là tế bình trừ tê bình trừ 2t trừ 1. Đó. Thì chị vẫn dừng lại nữa này, vẫn tính đúng nhất đó. Rồi mới tính tiếp. Đúng rồi, đến đây đúng. Thế nhìn tiếp này. Bây giờ chia đúng không? Khi chia thì em phải biết được là nó là một số dương hay nó là một số âm. Cái nó không phải dấu bằng. Nếu ở đây dấu bằng thì em chỉ cần xét khác không. Nhưng đây là bất phương trình, khó hơn rất nhiều. Em phải biết được là cái này nó dương hay âm. Thì bây giờ muốn xét cái thằng này dương hay âm thì chị Vân vẽ cho nó một cái bảng biến thiên x à, y à. Đây là parabol đúng không? Sẽ như này. Đáy của cái parabol này là trừ b trên 2a, trừ b là 1, chia 2a là 6, vậy là 1 phần 6. Nhưng mà em để ý là cái t này của em ý, nó luôn lớn hơn 1, vậy thì nó ở đây này. Vậy thì tức là chỗ này, chỗ này. Thế chị Vân sẽ xem là nhỏ nhất của nó là bao nhiêu. Chị Vân thay con 1 vào thì có vẻ là 3 trừ đi cho 1 đó thì là 2, tức là nó luôn dương rồi. Em có để ý là trong khoảng t lớn hơn 1 thì thằng 3t bình trừ t này nó luôn dương. Nó luôn dương rồi. Thế nên là mình chia thoải mái và mình không đổi chiều bất phương trình. Đó. Chia thoải mái nhé. Không đổi chiều bất phương trình luôn. Thì em để ý này. Bây giờ muốn cái thằng này luôn có nghiệm đúng không? Luôn có nghiệm đúng với mọi t lớn hơn 1 thì em để ý này, m luôn nhỏ hơn bằng anh này. Với mọi cái t chỉ được chạy trong khoảng từ 1 thôi thì chị Vân lại phải vẽ được bảng biến thiên của cái anh bên này này. Chị Vân gọi đây là gx. Xét hàm gx. Nha. Kiên trì lên, cố lên nào các em ơi. Xét hàm gx thì đạo hàm của hàm gx y phẩy của em bằng này. Viết lại cái y nhé. Y của em bằng trừ t bình trừ 2t trừ 1 chia cho cái này chị Vân dạy rất nhiều lần rồi. Trừ t cộng 0. Anh bạn hai lần ăn cờ bỏ cơm ấy. Luôn luôn đạo hàm xong thì sẽ được là mẫu bình phương 3t bình trừ t tất cả bình phương. Trên tử nó sẽ là còn là cái gì đấy t bình này cộng hai cái gì đấy t này cộng với cái số gì đấy.
Thế cái chỗ đầu tiên này là anh bạn, thì em che con C vào, che con C vào thì là anh bạn này, trừ 1 nhân trừ 1 là 1, 1 trừ đi cho trừ 6 à, là 7. 7 Tây Bình Phương đúng không, 1 đúng không, anh bạn được chưa, hai lần ăn cờ che con B lại thì là trừ 1 nhân không vứt này, trừ đi cho âm 3 thì là cộng 3, chỗ này là 6 tên. Bỏ cơm, bỏ cơm là BC không vứt này, trừ 1 trừ đi cho 1, trừ đi cho 1 nhé. Vậy cái này của em sẽ là 7 Tây Bình cộng 6 T trừ 1, đáp án ra như này. Em giải đáp án nếu bằng 0, y phẩy không tương đương, bấm nghiệm chị vẫn xem 7 này, 6 này, trừ 1 này, 1 phần 7 và 1, T sẽ bằng 1 phần 7 và T bằng 1. Ok. Trong quá trình đấy thì T của em còn không xác định nhá, y phẩy không xác định. Tại hai cái điểm là T bằng cộng trừ căn của 1 phần 3. Bây giờ em đặt lên bảng biến thiên và chỉ xét những thằng T lớn hơn 1 mà thôi. Chưa? Cái bảng biến thiên của Gx ra đây. X này, g phẩy x này. Đấy. Gx này. Được chưa? Đặt tất cả nghiệm này lên, nhưng mà em chỉ xét trong khoảng từ 1 đâu. Thế có phải là có mỗi con này được đặt lên không? Và chỉ xét trong khoảng đấy đúng không? Tại đây thì y bằng 0, gạch hết toàn bộ phần này. Thế chỗ này làm ra bao nhiêu? Chỗ này mang dấu gì? Em thay cho chị con một số nào đấy vào đây đi. Thay con 2 đi, thay con 2 vào đây. Thay con 2 vào đại hàm ấy. Thay con 2 vào đây này. Nào bấm đi. 7 nhân 2 bình là 4, cộng với 6 nhân 2 trừ 1. À ừ đúng rồi, chia cho một số dương thì nó sẽ ra một số dương, vậy ở đây mà em mang dấu dương này thì cái chỗ này nó đi lên, có hiểu ý không? Vậy thì em nhìn nhé, x của em người ta yêu cầu phải nhỏ hơn thằng này với mọi t nằm trong khoảng từ 1 đến dương vô cùng, thì có phải là nó sẽ nhỏ hơn bằng không, nhỏ hơn bằng cái thằng nhỏ nhất cho em, m của em ấy nó sẽ nằm dưới này, nó miễn là nhỏ nhỏ hơn là được, thế có phải nó nhỏ hơn bằng cái thằng nhỏ nhất này vẫn được không? Đúng không? M của em có, ví dụ nhé, chị bảo là M nhỏ hơn bằng 2 thì có được không nhỉ? Vẫn được nhé, M của em nhỏ hơn bằng 2 vẫn được. Thử xem tại một này con này em bấm cho chị cái gx này vào máy tính em can cho 2. Trừ t bình ấy là trừ x bình ấy. Trừ 2x trừ 1 chia cho 3x bình trừ can cho 2 bạn xem. À can cho 1. Đấy, ra là âm 2. Âm 2, ai ra âm 2, đúng không đấy? Ra âm 2. Thế em để ý này. Thế chị Vân đặt câu hỏi là bây giờ m, đáp án là m nhỏ hơn âm 2 hay m nhỏ hơn bằng âm 2 thì đúng. Vậy nghi chị Vân giải thích như sau. Cái con này này, cái con này của em này, m luôn luôn nhỏ hơn thằng này với mọi t nằm trong khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Vậy thì cho dù nó có bằng âm 2 chăng nữa ấy, nhìn này, nó có bằng âm 2 nữa nó vẫn nhỏ hơn, bởi vì là người ta có là t của em luôn lớn 1, tức là t không bao giờ bằng được 1. Thì cái âm 2 này nó là tại 1, có hiểu ý không? Nó vẫn nằm dưới, nó vẫn nhỏ hơn mà thôi. Cái giá trị của cái hàm gx nó sẽ lấy từ những cái thằng lớn hơn 1 trở đi, thì cái tại 1 này nó vẫn nhỏ hơn cái thằng đấy mà, nên em vẫn lấy được dấu bằng. Vậy nên đáp án là đáp án B. Được chưa? Vậy là vừa rồi chị Vân đã chữa xong bài cho các em rồi đấy. Viết này thì ngất ngây luôn. Chị Vân nói đến đau cổ họng luôn đấy. Bây giờ thì chị Vân sẽ đi nghỉ đây. Tạm biệt kem nhé. Cho kem nghỉ ngơi. Xem viết chữa bài về nhà. Cảm ơn vì kem đã xem đến đây. Em rất tuyệt vời, rất là những người 10 điểm. Chị Vân cảm ơn kem rất nhiều. Đấy. À nhớ bấm subscribe kênh YouTube cho đại ca để đại ca sớm được lên nhiều sắc hơn đấy, để cho kiểu nhiều người biết đến. Dạo này có rất là nhiều bạn ở tỉnh biết đến kênh YouTube của chị em mình đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ, tạm biệt kem nhé, bye bye. Hãy